ta sẽ tập đếm số từ 1 đến 10 nhé. Nào, bây giờ cô mời tất cả các bé cùng đếm theo cô nào. 1 số 2 số 3 số 4 số 5 số 6 số 7 số 8 số 9 số 10 1 Đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye.